từ những năm 2009 đến đầu năm 2015. Vào mùa mưa tầm tháng 6 đến tháng 9, tại thôn Bạc Rây 2, vùng đệm quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận, thường xuyên xuất hiện một con bò tót đực. Gã bò tót to lớn này đã tấn công những con bò đực nhà, chiếm lĩnh toàn bộ đàn bò cái và làm thủ lĩnh của đàn bò trong đồng cỏ ven rừng. Sau đó, bò nhà sinh ra những con bò con có ngoại hình khá giống bò tót. Theo thống kê, có khoảng 20 con bò tót con là kết quả của cuộc tình này. Cái thời điểm đó cũng như mới lên, mình cũng mới chăn nuôi một hai con bò cái được cột vậy rồi, mình cột là nó theo nó giữ, nó nhảy được một con. Lúc đẻ ra nó vẫn vàng, bốn cái chân nó cũng chưa trắng luôn. Nhưng mà 6 tháng sau là bắt đầu nó đổi màu lần, đổi sầm 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 là bốn cái chân nó là phát hiện ra trắng luôn, y như con bố. Đợt đó bán mẹ con trị ra con là 60. Mẹ con bán 75 triệu mà trong thời điểm nó bán có, nó mới 5 tháng tuổi chứ mấy. Thấy con bò nó lạ quá, nó về nó phối giống bò mình. Nên là mình cũng không biết là nó làm sao nữa. Khi mà nó nhảy bò mình rồi thì mình mới biết là đó là con bò tót. Con này là con đực cuối nhất trong dòng tộc của con bò tót nó về đây. Nó là con đực cuối nhất, còn một con nghe cái cuối nữa. Nó là kề cuối á. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của người nông dân. Sự thật có phải như vậy? Liệu trong tự nhiên có trường hợp bò tót giao phối với bò nhà? Trước năm 2009 ở Việt Nam, chưa có trường hợp bò tót lai bò nhà mà sinh được con. Về nguyên tắc thì cấu trúc bộ máy nhiễm sắc thể, bộ máy di truyền của bò nhà và bò rừng là đang trong quá trình phân hóa loài, có những sai biệt khá lớn. Chết về mặt số lượng, bò tót, bò rừng nói chung, bò hoang dã thường nhiễm sắc thể là 2N, là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là khoảng hoặc 56 như con bò tót, 58 như bò tót Vân Nam. Tuy nhiên cũng có những trường hợp như bò rừng Đông Nam Á thì 2N bằng 60. Trong khi đó các giống bò nhà hiện nay trên thế giới 2N đều bằng 60. Và do đó độ bất tương hợp nhiễm sắc thể rất cao. Độ tương hợp về bộ máy di truyền càng cao. Đấy là lý do vì sao thường rất rất khó có xảy ra hiện tượng lai tạo giữa chúng, nhất là trong điều kiện tự nhiên. Theo các nhà khoa học, nhiễm sắc thể lưỡng bội được ký hiệu là 2N là nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương đồng, tức là một cái có nguồn gốc từ bố, một cái có nguồn gốc từ mẹ. Trong bộ nhiễm sắc thể có rất nhiều cặp nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể của bò tót là 2N bằng 56, nhiễm sắc thể của bò nhà là 2N bằng 60. Nếu trong bộ nhiễm sắc thể một cặp nhiễm sắc thể bị khuyết một phần thì sẽ dẫn tới tình trạng không cân bằng. Do tại Việt Nam chưa từng có trường hợp này, nên các nhà khoa học chưa rõ khả năng tái tổ hợp phân ly, ghép cặp và tái sắp xếp của bò tót với bò nhà có thành công hay không. Chúng có thể vô sinh hay hữu thụ cho khả năng sinh sản tiếp tục. Đây chính là các vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hơn. Ở thời điểm đó, thông tin bò tót rừng gia nhập bò nhà và giao phối sinh ra con khiến các nhà khoa học Việt Nam vô cùng thích thú và kinh ngạc. Nếu đúng bò con là con lai giữa bò tót và bò nhà, sự kiện này có ý nghĩa khoa học và di truyền rất lớn. Biểu hiện của thực tế là lai khác loài trong thiên nhiên giữa bò tót với bò nhà là trường hợp rất là hy hữu, trước đây chưa từng được ghi nhận và chắc sau này cũng vô cùng hiếm. Nếu như ta không nói, đây chỉ là trường hợp hy hữu duy nhất xảy ra ở Việt Nam. Còn về mặt khoa học thì tuy có sự khác biệt thì trong quá trình phân tách bò nhà và bò hoang dã hiện nay trong tự nhiên vẫn đang diễn ra. Do đó vẫn có một xác suất dù rất nhỏ là sự tương hợp của chúng khá là cao. Nghĩa là khi sự giao phối của chúng diễn ra thì hiện tượng lai khác loài có thể xảy ra được. Liệu những con bò con năm ấy có phải là bò tót lai? Con bò tót rừng năm đó đã chết. Tiêu bản của nó được lưu giữ tại vườn quốc gia. Đó là một con bò tót già. Trong tự nhiên, bò tót sống thành từng đàn từ 8 đến 10 cá thể. Những con bò đực già thường sống đơn độc hoặc hợp với nhau thành từng nhóm nhỏ. Con bò tót năm xưa, theo các nhà khoa học, đã bị bầy đàn của nó chối bỏ. Ở đây bò nhà của người dân lại nuôi bán hoang dã, gần như thả rông trong vùng giáp danh giữa rừng tự nhiên với nương rẫy của đồng bào. Thì con bò tót đực này khi mà vào tấn công, ăn phá hoa màu trong rẫy của đồng bào thì đã hòa nhập vào đàn bò nhà tự nhiên này. Đàn bò nhà tự nhiên này cũng mang đặc tính gần như hoang dã vì hầu như rất ít
được nuôi dưỡng trong chuồng, thường vài ngày, cuối ngày mới được đưa về để cho ăn thêm muối. Do đó, chúng có độ tương hợp nhất định trong tự nhiên. Bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là con min, nghĩa là trâu rừng. Một con bò đực trưởng thành cao trung bình từ 1,8 đến 1,9 mét, dài trung bình khoảng 3 mét. Khối lượng trung bình của bò tót Đông Nam Á là 1,5 tấn. Với vóc dáng này, bò tót là loài thú lớn thứ hai trên cạn về tầm vóc và chiều cao. Chỉ xếp sau voi, chúng cao hơn cả 5 loài tê giác. Những con bò con nghi lai bò tót của người dân xã Phước Bình có ngoại hình giống với bò tót. Nhưng muốn biết chính xác có phải bò tót lai hay không, các nhà khoa học cần làm xét nghiệm nhiễm sắc thể. Đây là một điều rất quan trọng. Vì rằng vào cái giai đoạn 2010, 2011, 2012, thì tuy người dân theo quan sát đã thấy hiện tượng giao phối giữa bò tót được hoang dã với bò cái nhà và thu được con lai, đến hơn 90% người dân nghĩ rằng đó là con lai F1 giữa bò tót và bò nhà. Nhưng về mặt khoa học chúng ta chưa có căn cứ, bắt buộc phải có xét nghiệm khoa học. Trước những kết quả vô cùng khả quan về con bò tót lai F1, các nhà khoa học quyết định xin kinh phí triển khai đề tài, nghiên cứu giám định di truyền và khả năng phát triển của bò tót lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại vùng giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Đề tài nghiên cứu giám định di truyền và khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại vùng giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đã cho kết quả. Những con bò tót lai F1 không thể phối giống trực tiếp cho nhau để sinh sản ra lứa bò tót F2. Vậy liệu có thể lai giữa bò tót F1? Một hiện tượng hy hữu và ngẫu nhiên nằm trong người dân ở trong vùng mà chúng tôi đang nghiên cứu. Còn trường hợp thứ hai là con đực F1 đã giao phối với một con bò cái nhà của dân thì hiện nay cũng thu được một con F2 gọi là thế hệ 2 là con cái và đạt bộ nhiễm sắc thể cân bằng. Đây là hai dấu hiệu nằm trong các hộ dân mà cho phép đề tài phải hướng tới là một xác suất rất nhỏ là tạo ra đời sau có tính hữu thụ cao. Trước những kết quả thú vị và bất ngờ thu được, các nhà khoa học tiếp tục xin được thực hiện đề tài cấp nhà nước về khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh ba tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa, được triển khai cuối năm 2015. Năm 2018, các nhà khoa học muốn tìm cách lai tạo con bò lai F2 từ con bò lai F1. Dự án sẽ tiến hành mua 20 con bò để thực hiện lai tạo, với mục đích hội tụ được nguồn gen tốt nhất của bò hoang dã vào thế hệ bò lai F2, tránh việc chúng bị thoái hóa dần. Tại vùng này, với đặc biệt là khí hậu khô nóng, hiện nay cái nhóm bò lai xin là triển vọng nhất và độ hữu thụ của chúng cao, độ động thai khá cao. Cho nên trong giai đoạn tới, đề tài dự án này sẽ tập trung khai thác nguồn gen là bò lai xin. Ngoài ra thì những bò cái lai mà có thích ứng cao như là lai Brahman hơi kém, như lai Red Angus của Mỹ vẫn là tốt.
Thì nhiều doanh nghiệp vừa qua đang đề nghị hợp tác với chúng tôi là lai giữa bò HF là bò sữa, tất nhiên là bò cái. Thì dùng bò cái HF giao phối bò đực F1, chúng tôi cũng sẽ tính vào. Làm sao mình tạo điều kiện kiếm những cái con mà bây giờ bò mình ở trên những F1, bò mình giống với giống, mình đưa lên mình muốn lấy lại cái giống F2, F3. Cái sức đề kháng của nó khỏe, nó mạnh, nó tốt thì mình cứ tiếp tục mình làm thôi, có gì đâu.